Vấn đề này nói thì rất dễ, nhưng thật sự làm rất khó. Quý vị xem người niệm Phật, bình thường niệm Phật rất tốt, dẫn chúng niệm Phật. Khi mới xuất gia, tôi có gặp một người. Tôi xuất gia ở chùa Lâm Tế. Chùa Lâm Tế có hội niệm Phật. Hội trưởng họ Lâm là cư sĩ Lâm, người Phúc Châu. Ông tu tập rất tốt, lớn tuổi hơn tôi, hơn mười mấy 20 tuổi. Làm cư sĩ đã lâu, tu hành từ sớm, làm hội trưởng hội niệm Phật. Cùng tu với nhau mỗi tuần, ông làm duy na, rất giỏi phép tắc. Nhưng khi mất lại sợ chết. Những người đồng tu niệm Phật để ông vãng sanh, ông yêu cầu những người đồng tu không nên niệm Phật A-di-đà, mà niệm Bồ-Tát Quán Thế Âm, mong Bồ-Tát Quán Thế Âm gia hộ ông. Bạn thấy đến cuối cùng không cần đến Phật A-di-đà nữa, cần Bồ-Tát Quán Thế Âm. Bồ-Tát Quán Thế Âm cũng không gia hộ ông. Ông mất, không biết sinh vào cõi nào, chắc chắn không thể vãng sanh. Ông hiểu đạo lý tịnh độ. Ông cũng thường giảng khai thị cho người khác, khuyên người khác, nhưng đến cuối đời không thể vượt qua cửa ải đó. Quý vị thấy vấn đề này không đơn giản. Chúng ta thử nghĩ, đến cuối đời liệu chúng ta có đi lên vết xe đổ của ông không? Ai dám chắc? Nếu ông sống có thể hỏi. Ông luôn cảm thấy mình là người đã nắm chắc, mình tu hành tốt hơn người khác. Đây là một thí dụ chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bởi thế mà muốn vãng sinh tịnh độ, không phải đến lúc gần mất mới buông bỏ. Khi gần mất sợ không buông được, buông bỏ ngay bây giờ. Đừng chấp trước ngay giờ phút này, thì bạn mới nắm chắc. Tất cả tùy duyên. Người khác muốn thế nào cứ tùy thuận họ. Thế mới hay. Buông bỏ triệt để. Tại sao? Nó đang thử sức ta. Tôi đang muốn về cực lạc. Tôi không lưu luyến gì trên thế gian này. Còn gì không buông bỏ đâu. Còn một chút không buông bỏ, đó là tình chấp. Đấy chính là rắc rối của ta. Tất cả đều tùy duyên, gì cũng được. Trong sinh hoạt đời thường phải rèn luyện những gì? Vô ngã, không tự tư tự lợi. Đừng có tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia. Như thế là không được. Những thứ đó là rắc rối của ta khi gần mất. Dứt khoát không được coi thường. Tại sao? Tập khí từ vô thủy đến giờ. Tôi học Phật đã gần ấy năm, thường khuyên mọi người, cũng để khuyên chính mình. Phải thấy rõ năm thứ kiến hoặc. Bởi vì đấy chính là cội gốc của tất cả rắc rối. Đầu tiên là chấp thân này của ta sai lầm. Thân không phải là ta. Đừng nên quá chú trọng thân này. Thân là giả. Người xưa nói rất hay, mượn giả tu chân. Dùng thân thể giả này để làm gì? Sử dụng tốt nhất là dùng nó để tu chân. Dùng nó để đoạn trừ tất cả những tập khí vọng tưởng, phân biệt chấp trước của chúng ta.
như thế mới đúng. Điều đầu tiên là đừng chấp thân này là tôi. Thứ hai, phải buông bỏ thiên kiến. Nhà Phật gọi là biên kiến. Biên kiến là gì? Là đối lập. Ta không đối lập với tất cả mọi người, không đối lập với tất cả sự vật, không đối lập với tất cả vạn vật, hòa đồng với tất cả. Gì cũng vui cả. Không đối lập. Người khác đối lập với ta, ta không đối lập với người khác. Phải biết rằng trong đối lập sẽ sinh ra oán thân trái chủ, như chúng ta vẫn thường nói. Bởi ta đối lập với người, người sẽ đối lập với ta. Trong vô tình hay hữu ý sẽ sinh ra oán hận, oán cừu. Sau này gặp lại bèn oan oan tương báo. Ta ngăn trở họ, khi bạn mắc kẹt, họ đến ngăn trở bạn. Lấy báo trả báo. Vấn đề này rất rắc rối. Ngày nay chúng ta học Phật đã hiểu, oan gia nên giải không nên kết. Những người ta không thích, hủy bán ta. Làm nhục ta, ngăn trở ta, hủy hại ta. Ta nên cúng họ một bài vị sống, đặt cảnh tượng Phật. Mỗi ngày đều khồi hướng cho họ, mong tiêu tai hóa giải oán kết đó, rất hay. Thế nhưng bây giờ từ sáng đến tối vẫn như thế, vẫn là oán thận. Đấy không phải là do ta tạo ra sao? Đây là tiêu rồi, tạo ở chỗ khác, chướng ngại của ta làm sao đoạn hết được? Đã muốn tiêu tài thì không nên tạo lại. Ở kia tiêu tài, muốn tiêu tài giải kết. Ở đây lại suốt ngày gây thêm rắc rối với người khác. Bởi thế đấy là việc làm dại dột. Chưa buông được tình kiến. Vậy phải làm sao? Đây là ngu si. Chưa thấy được chân tướng sự thật. Cần phải nghe kinh. Điểm hay của kinh điển là ở chỗ đó. Có hai ưu điểm. Thứ nhất, giúp chúng ta phá mê khai ngộ. Ưu điểm thiết thực nhất với chúng ta, đó là đoạn nghi sanh tính. Những điều trong kinh nói đều là chân tướng nhân sinh vũ trụ. Nếu ta hiểu được, thấy rõ. Lúc nào mới được gọi là thấy rõ, hiểu được? Thật sự buông bỏ là hiểu được. Vẫn chưa buông bỏ, nhất định chúng ta phải cảnh giác. Chúng ta vẫn chưa thấy rõ. Nếu thấy rõ, chắc chắn phải buông bỏ. Những chuyện lo lắng mỗi ngày rất nhiều, chưa buông bỏ. Chưa buông bỏ tức vẫn chưa giải quyết được vấn đề luân hồi lục đạo. Chết đi vẫn quanh quẩn trong luân hồi lục đạo. Đây là sai lầm rất lớn. Loại thứ hai trong bốn loại vô úy gọi là vô sở úy lậu tận. Lậu là danh từ thay thế phiền não. Chữ này đại diện cho tất cả phiền não.
bao gồm vô minh phiền não, trần sa phiền não kiến hoặc. Chữ này thay thế tất cả. Tận là đoạn trừ, sạch sẽ, không còn một thứ gì. Có thể đoạn tận được phiền não không? Trong Kinh Đại Thừa, Đức Phật dạy chúng ta, định công có thể kiềm chế được phiền não, nhưng không thể đoạn. Định những gì có thể khống chế được. Bởi thế bạn phải hiểu, chúng ta vãng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, định công này rất quan trọng. Khống chế được phiền não, bạn có thể vãng sinh. Tại sao đới nghiệp vãng sinh? Không giống với các pháp môn khác, những pháp môn khác phải đoạn phiền não thì mới thành tựu. Còn ở pháp môn này có thể không cần, nhưng phải khống chế nó. Khống chế được thì nó sẽ không khởi tác dụng. Lúc nào? Thời điểm vãng sinh. Thời điểm vãng sinh, ta vẫn còn phiền não là hỏng, vẫn còn tâm tham, đi vào đường quỷ, đi vào cõi quỷ đói, tâm sân hận nổi lên thì đi vào địa ngục, ngu si nổi lên thì đi vào cõi súc sinh. Phải biết rằng tập khí tham sân si rất nặng, ta giữ gìn cho đến niệm cuối nó không khởi lên ư? Đây là chân tướng sự thật. Bình thường dụng công như thế nào? Là công phu chế ngự phiền não. Sáu căn chúng ta tiếp xúc sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, không nổi tham sân si. Ở sau còn hai chữ là mạng và nghi. Khống chế được tham sân si mạng nghi thì chúng ta mới chắc chắn được vãng sanh.